với một người bạn học. Dạ, kính thưa công tử, bạn của công tử là trai hay là gái ạ? Dạ, dạ bạn của tôi là trai, tên gọi Trúc Anh Đài. Lương Quynh không nhìn ra em sao? Em là Trúc Anh Đài đây mà. Dạ, tiểu thơ nói đùa, bạn của tôi là con trai kia mà. Lương Quynh à, Lương Quynh hãy nhìn kỹ đi. Dạ, dạ tôi nhìn kỹ rồi. Dạ, dạ không có quen. Lương Quynh hãy xem đi nha. Đúng rồi, Trúc Anh Đài hiền đệ. Lương Quynh, xưa là hiền đệ, nhưng nay xin gọi là hiền muội. Lương Quynh xin kính chào hiền muội. Mời Lương Quynh. Lương Quynh ơi, từ thời chia tay độ nọ, nhớ Lương Quynh dứt điệp khó nghĩ an. Chúc và Lương xa cách trọn tuần trăng, tưởng những ngỡ không còn gặp lại. Nay Lương Quynh chẳng quản nhọc nhằn đến đây thăm muội, hay còn điều gì xin Lương Quynh thuốc cạn. Chúc muội ơi, trước anh đến thăm em cho thỏa lòng thương nhớ, sao là anh muốn nói đến việc cầu hôn. Sở dĩ anh chậm trễ vì tưởng họ Chúc là trai, nhờ sư mẫu cho biết em đây là gái. Khi nghe được thì lòng mừng vô hạn, quynh nước dặm băng ngàn đến đây cho chóng kịp việc cầu hôn. Lương Quynh ơi, đã trễ rồi. Em nói thế nghĩa là sao? Lương Quynh, chuyện thiên lý chúng ta không tội nguyện, đôi lứa mình có nợ không duyên. Cha mẹ em ép buộc cuộc lương duyên, đưa họ chút vào dòng họ mà. Không, không Lương Quynh. Lương Quynh, cốc rượu này mời Lương
do số phận. Phận số ơi phận số, tương lai hỡi tương lai, trách cuộc đời có một không hai, kẻ được mong nay thành tan giữa mong. Chúng ta sao qua đắng cay, hận tình sợ lớn khi em ngang trái. Anh Đại ơi, làm sao anh quên được kỷ niệm năm xưa, ngã ba đường nàng sơn tiểu lộ. Kỷ giờ còn đây, người xưa còn đó, mà giờ thank you.